chà. Con muốn làm cô giáo. Được thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học về ABC, màu sắc, số học và hình học nha. Học sinh của mình đâu rồi? Lại đây nào các em, chúng ta sẽ học về hình học nha. Các em hãy xây các hộp vuông đi. Hình học. Giỏi lắm các em. Hình gì đây vậy nhỉ? Hình tròn. Màu gì đây nhỉ? Màu vàng. Cam. Ai muốn học nào? Em. Bài học tiếp theo nha. Hãy cùng xây tháp nào. Lại lần nữa nào. Hãy phân loại màu đỏ và xanh nha. Các em làm được mà. Giỏi lắm các em. Này các em ơi, hãy xem chị có gì nè. Lại đây nào. Không. Các em phải làm gì trước tiên nhỉ? Đi rửa tay đi chứ. Ngon ghê. Và sau khi ăn, các em phải nhớ rửa mặt cho sạch nha. Làm cô giáo đúng là khó thật đó. Giỏi lắm các em, giỏi lắm. Mấy tuần rồi cậu làm gì thế? Mình chơi cùng với mèo con, vui lắm á. Ồ, nghe vui đó ha. Mình thích băng đô của cậu. Mình cũng thích cái của cậu nữa, đẹp lắm. Chào thầy ạ. Thầy có bọn mình đâu rồi? Mình không biết, thầy ấy đâu có ở đây, thầy đi đâu rồi? Thầy giáo đâu mất tiêu rồi? Mình không biết, như thầy ấy bị biến mất rồi á. Thầy ấy chưa từng đi trễ như thế này, chắc là có gì xảy ra rồi. Nastia, gọi cho thầy ấy đi. Chào thầy, thầy đâu rồi, thầy ổn không ạ? Thầy đi đâu rồi? Thầy ơi. Ồ, hôm nay thầy bệnh rồi, xin lỗi các em. Chúng em đến thăm thầy ngay đây. Chúng
em sẽ đến sớm thôi. Đúng rồi, được rồi, đi thôi, nhanh lên nào. Xin chào, thầy ơi, thầy ổn không ạ? Thầy thấy đỡ hơn chưa thầy? Thầy ấy bị lạnh kìa. Phải làm ấm cho thầy ấy thôi nào. Đi thôi. Chúng ta cần nhiều nước nóng nữa. Ồ, nóng, nóng, nóng à. Cẩn thận đó. Ồ, ồ, nóng quá đi. Thầy ấy nóng quá. Phải lấy đá chườm lạnh cho thầy trước khi nhiệt độ tăng quá cao. Làm thôi. Ôi, thầy ấy lại lạnh nữa rồi. Dừng lại. Các em nên học thêm về cách chăm sóc người bệnh mới được. Các em nhớ chưa? Tra Google thử coi nào. Điều đầu tiên phải làm chính là đo nhiệt độ của bệnh nhân. Được rồi. Mình không hiểu cho lắm đâu. Vậy xem video thôi nào. Ừ, rồi chúng mình sẽ hiểu thôi. Cơ thể có nhiệt độ dưới 36,6 độ C và 98,2 độ F, được coi là có thân nhiệt bình thường. Nếu thân nhiệt cao hơn 38,5 độ C và 103,3 độ F thì không ổn đó nha. Nếu nhiệt độ còn cao hơn mức trên thì người bệnh đang bị sốt rất cao đấy. Vậy có nghĩa là thầy ấy đang sốt cao lắm á. Thầy ấy phải uống thuốc thôi. Đúng vậy. Cái này sẽ rất hữu ích. Bước tiếp theo, ta phải giữ cho phòng bệnh thông thoáng. Ồ, hiểu rồi. Bệnh cần phải uống nhiều nước ấm nha. Ồ, được rồi. Phải cho thầy ấy uống đồ tốt cho sức khỏe mà phải ấm nữa. Thêm vitamin C nè. Hay là thêm nữa đi. Yeah. Ừ, tuyệt. À, và thêm nữa. Hoàn hảo. Người bệnh cần phải nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Được rồi. Thật tuyệt khi mà hôm nay không phải đi học ha. Đúng vậy á, đi chơi thôi. Tuyệt. Này các em, thầy thấy khỏe hơn rồi. Đi học thôi nào. Học lại rồi. Nastia, cùng ra ngoài chơi nào con. Ok. Bye.
Ngày mai phải quay lại trường rồi. Sao thế? Bơ giống Nastia nè. Dạ vâng ạ. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, hai, ba. Một, hai, ba, bốn. Phải đi học lại đó. Có chuyện gì sao Nastia? Ngày mai con phải quay lại trường rồi. Con đã chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai chưa? Bữa tiệc á hả? Ngày mai chúng ta đâu có mở tiệc. Tiệc mừng con đi học lại đó. Con sẵn sàng nhận quà chưa nè? Quà sao? Hộp cơm mới nha. Ba lô mới nè. Vở mới nè. Bình nước mới nè. Hộp bút mới luôn. Và có bút chì mới nữa nè. Ta-da. Có thảy nè. Con phải thử mọi thứ ngay đây. Không được. Phải để dành mai đi học chứ. Ngày mai mau đến đi nào. Chúc ba ngủ ngon. Mình phải đến trường á. Phải chuẩn bị đồ thôi. Con xong rồi nè. Phải. Chúc con học tốt. Chào con. Bye. Bye. Chào ba ạ. Thế nào rồi? Dạ tốt. Con đã có nhiều bạn rồi. Cùng ăn mừng nào. Chào mừng con lên lớp 3, Nastia. Yeah. Tuyệt quá. Next. Nếu bạn quyết định ghé thăm Thụy Sĩ, nơi đầu tiên nên ghé chính là đỉnh Swift và đi trượt ván ở núi nha. Chỗ thứ hai nên ghé thăm chính là nhà máy sô cô la đầu tiên trong lịch sử. Ngon quá. Con muốn ăn mọi thứ. Ba ơi, cùng làm sô cô la của chúng ta. Đi thôi. Sô cô la có nhiều loại lắm, trắng, sữa, đen. Bạn nên nhấn sô cô la để đẩy hết khí ra ngoài. Sô cô la cũng có thể có nhiều nhân. Để sô cô la vào trong tủ lạnh và đợi thôi. Xong rồi đó.
Chỗ thứ ba nên ghé thăm chính là hồ Sweet. Bạn phải ghé thăm, nhưng đừng quên đọc quy định an toàn nha. Không. Ok. Nơi tiếp theo nên ghé thăm ở Thụy Sĩ chính là bảo tàng Charlie Chaplin. Charlie Chaplin là diễn viên kịch câm nổi tiếng. Chào, mình là Nastya. Tên bạn là gì? Chúng ta không còn là bạn nữa. Sáng, máy quay, diễn. Anh cắt cho ta một kiểu tóc nhanh nha. Vâng, được chứ. Nha. Vâng, tất nhiên. Tiền đâu? Ồ, ta không có tiền. Không có tiền, không có vé. Đi đi. 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 Chúng nên đi đi. Ồ, chú làm rơi nè. Cảm ơn rất nhiều. Chuyện gì thế? Hết giờ rồi, ra khỏi đây đi. Ok. Cô Mai. Yeah. Nơi cuối cùng bạn nên ghé thăm chính là nhà máy phô mai Sweet. Bởi vì họ làm ra loại phô mai Sweet nổi tiếng và ngon lành. Nastya và ba của cô ấy đang học quy trình làm ra nó. Nastya và ba của cô ấy đang thưởng thức món ăn đặc trưng, lẩu phô mai. Đừng quên chơi vui và tận hưởng chuyến đi nha. Next video. Chào các cậu. Mình đi đến bể bơi đây. Yeah.
Có chuyện gì vậy? Xin lỗi, cháu không thể ở đây mà không có bố mẹ được. Được rồi. Không được nhảy vào hồ bơi nha, nhớ chưa? Ok. Ok. Chán quá. Nhìn kìa. Na 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 na. Con cũng muốn. Đợi con với, đợi con với. Đừng có chạy, đường trơn lắm, nguy hiểm lắm đấy. Được rồi. Được rồi. Không được tè ở hồ bơi, vào nhà vệ sinh đi. Hiểu rồi. Có chuyện gì vậy? Con của anh đâu rồi? Nastia, Nastia, con đâu rồi? Mình lạc mất con gái rồi. Nên nhớ anh không nên rời mắt khỏi trẻ con đâu. Ba ơi, con đi bay nè. Nastia. Cảnh báo sấm sét. Cảnh báo sấm sét. Chuyện gì vậy? Cảnh báo có sấm. Ôi không. Được rồi, ta có sáng kiến này. Yeah!